lấy cái khúc cây ông chạm cái hình thiếu nữ. Hình thiếu nữ thật bự lên nha, to đẹp. Đẹp lắm. Dạ. À, ông thở này là thở mà ông chạm cái hình cô thiếu nữ này quá đẹp mà ở trần truồng. Vậy là tôi xin kể cái này là ba người anh em bạn, là làm anh em bạn nhau mà không biết ý nhau, Dạ. là ông này nghi ông kia, ông kia nghi ông nọ mà rủ đi buôn đó. Rồi sợ sợ nữa lời nhiều quá cái rồi ông này chia ít ông kia chia nhiều. Bây giờ ba người đi thử lòng nhau, thử nhau mới là đi buôn. Cái ba ông này, một ông á thì thợ mộc, ông á thì thợ bạc, ông á thì thợ may đó. Ba ông này thử ý nhau à, ba ông ấy là đi qua ngang một cánh rừng, ông nào cũng có tiền hết trơn, tiền nhiều đi rủ đi là mua bán. Đi ngang tới cánh rừng, cánh rừng đó thì lớn quá là không tới, lội phải tá túc ở trong rừng đó một đêm rồi mới đi đi nữa mới tới. Mà hồi xưa đâu có phải xe cộ như giờ, muốn đây đi đâu đó thì đi tắt, đi đi lội rừng lội suối. Ở trên rừng hồi đó thì cọp cọp hùm đồ dữ lắm, là sợ ngủ bằng đêm thì nó ăn, phải canh gác mới được. Rồi mới gom cây lại đốt, đốt đó là làm ngủ rồi phân ra ngang. Ba ông này ông 3 tiếng đồng hồ nó mới tới sáng. Cái phân ra mỗi một người 3 tiếng để gác đêm nay. Thì cái ông đó là thợ mộc, ông bắt thăm nhau chúng cái đầu hôm. Đầu hôm cái ông ra ông ngồi ông gác một lát gì để ông đốt lửa đặng cho cọp thấy lửa sợ nó không dám lại. Đốt lửa ông ngồi một hơi gì đó cái ông buồn ngủ. Ông buồn ngủ ông nói buồn ngủ quá. Thôi bây giờ mình đem đồ mình ra mình về gác đây mà về đốt lửa đây về chạm cái hình người vậy đó. Cho nó đỡ buồn ngủ, mình làm nó không buồn ngủ. Cái ông đem ra ông lấy cái khúc cây ông chạm cái hình thiếu nữ. Hình thiếu nữ thật bự lên nha, to đẹp. Đẹp lắm. À, ông thở này là thở mà ông chạm cái hình cô thiếu nữ này quá đẹp mà ở trần truồng. Cái ông tới thiên gác à, ông mãn thiên gác rồi. Cái ông vô ông kêu. Kêu đổ gác thì cả ông thiên gác thứ hai này đó là ổng thợ may. Ổng ra ổng ngồi ổng gác hơi ổng dòm qua ổng gặp, ủa sao mà có cái cô thiếu nữ này đẹp quá đẹp vậy mà sao lả lồ vậy coi không được. Cái ông nói thôi bây giờ mình cũng buồn ngủ thôi đem vải sồi ra mình cắt bộ đồ cho cô thiếu nữ này đi. Chứ mà gái mà lả lồ coi sao được. Cái ông ngồi ổng cắt bộ đồ ổng may cái ổng bận vô đẹp lắm, bận bộ đồ vô đẹp á, áo dài đồ đẹp. Cái ông mãn giờ, ông mãn giờ ông vô kêu đổ gác thì cái ông thợ bạc ông ra ông ngồi là ông gác ông cũng thiêu thiểu ngủ. Cái ông nói không có việc gì làm, có việc gì mình làm đặng mà cho ông bớt buồn ngủ. Cái dòm qua gặp cái cô thiếu nữ này đứng đây, cái ông nói ủa sao mà có cô thiếu nữ ai mà khắc chạm cô thiếu nữ này quá xinh đẹp rồi nhưng mà sao không có nữ trang vậy trơn, coi không được thôi mình làm nữ trang. Cái ổng ấy đem bộ đồ nghề ra, ổng làm bông vòng kiềng ấy đồ này kia đeo cho cô thiếu nữ này. Đeo rồi cái mãn thiên gác ổng là tới sáng. Tới sáng rồi á thì có một ông thầy, ổng là tu nhưng mà ở ngoài trần gian này nhộn nhàng quá ổng tu không được. Ổng cũng vô rừng ổng tu trọng á, ổng tịnh, ổng ngồi ổng luyện, kêu tu luyện đó. Ổng vô ổng luyện tới chừng gần sáng rồi ổng mới đi khuây khỏa, đi cho khuây khỏa bằng đêm ngồi cũng cuồng giờ đi khuây khỏa. Sao ổng đi lại gặp ba ông này là đương nhắm nhía cái ảnh cô thiếu nữ này. Ba ông thấy đẹp quá, đi chưa đi để nhắm nhí anh chút coi coi làm sao nghe. Cái ông mà tu luyện này á, ông lại ông gặp
gặp cô thiếu nữ này cũng đẹp quá. Đẹp quá, cái ông dừng lại, ông hỏi ba ông làm gì đây? Nó tôi thấy cô thiếu nữ này đẹp quá mà cổ bất động. Cổ đứng đây cổ bất động ra thôi, bây giờ ba ông như vậy. Ba ông đứng qua bên đi. Chớ mà cô thiếu nữ ở bất động vậy coi sao được. Để tôi ngồi tôi tịnh chút. Cái ông tu luyện này á, ông ngồi ông tịnh. Ông tịnh chừng cỡ tiếng hồ thì cái hình cô thiếu nữ này động đậy, đánh xa được, biết đi được. cái đời ông nào cũng giành hết trơn á. Bị thấy đẹp quá biết đi. Thì bây giờ mình dành về phần mình, vợ của mình. Mình dành vậy đặng mà đi theo mình. Cái cấp đó cái ông mà ngầu tịnh này ông cũng kể công ông nữa. Ông kể công cả bốn ông cũng kể công. Hồi đó tôi không chạm sao có hình. Rồi ông nào cũng kể công, ông nào cũng có công trận chứ. Bốn ông có công trận hết. Thì trong đó sao mà phát hiện ra một ông hàm râu tóc bạc dài, không biết cũng như ông tiên hay sao không biết ha. Lợi đặng mà giải đáp cho mấy ông này. Chứ không thôi mấy ông này quấn lộn à. Vì sắc đẹp quấn lộn à. Cái ông đi lại ngang, cái ông gặp bốn ông mà đương cãi cọ với nhau. Ông nào cũng giành hết trơn á, nghe không? Cái ông hỏi, ông hỏi lai lịch mấy ông kia, kể lại vậy thôi. Bây giờ mấy ông bốn ông đứng bốn góc, tôi phân giải như vậy cho mấy ông. Bây giờ bốn người mà người nào cũng có công trận hết, mà cô thiếu nữ này thì quá đẹp. Nhưng mà cái duyên phận của ai á, cô thiếu nữ này đi lại người đó thì tất nhiên người đó của người đó. Còn nếu không phải á thì không đi lại. Bây giờ mấy ông bốn ông đứng bốn góc, rồi để cho cô thiếu nữ này đi tự do. Cô thiếu nữ này đi lại ai á thì của người đó. Cái ông đứng đó đằng mà ông phân giải thì cô thiếu nữ này không đi lại ai chứ. Cô thiếu nữ này đi ra ngay chỗ cái khoảng trống của bốn ông đứng mà cách ra trống khoảng, đi ngay đó. Đi ngay lại cái gốc cây đại thọ bự chỗ cha mà gốc cây có cái bọng. Cái cổ lại đó, cái cổ mọp xuống, cổ chung vô trong cái bọng cây đó. Thì cái cây đó nó hiếp lại. Đó. Lì bởi nói của thổ quần thổ đó. Cây thì trở lại cây đó ha. Dầu mình tạo cách nào cũng trở lại cây. Đó là không khi không có theo ai được hết. Thì cái ba cái ông đi buôn này mới biết ý với nhau. Bởi vậy có nói là đừng vì danh lợi sắc đẹp mà xe lơi tình nghĩa. Chứ ba anh em này là kết nghĩa, làm đi mua bán với nhau, là thân thiết nhau quá ha, như anh em ruột, thương nhau mới làm. Mà vì sắc đẹp có chút đó đó mà phải hận với nhau, mà phải giành giật với nhau. Bởi vậy nói đừng có gì danh lợi, cái đó là danh lợi sắc đẹp. Xe lơi tình nghĩa, xe không còn theo, như mà không có cái vụ đó đó ha. Là ba ông này mua đi mua bán được chừng thúng dê vàng, chắc có đâm lộn chém lộn nhau hết trơn. Bị tâm nào ông nào cũng tính nữa là tính hơn không hả? Tính hơn không hả? Giành giật phải giết mày mới lấy của được đó, thì chết cái này nhau hả? Có ai thử thách nó gì đó? Có thử thách không hả? Cái này có thử thách cái đó là cái thử thách coi cái tấm lòng của ba người này được như vậy hay không. Được tốt hay không, là thấy không tốt rồi. Thấy nổi có cái ảnh không mà còn giành giật nhau không tốt rồi. Thì cái câu chuyện là ba người đi buôn là nó vậy đó. Là ngồi ổng không có chịu ngồi chung với đàn bạn gái. Ổng lợi là ổng ngồi trước à, chứ đi xe hơi đó. Là ngồi trước à, năm ông. Rồi sao mà chiếc xe hơi chạy tới đó nó nổ vỏ. Nổ vỏ rồi nó nổ bên, còn bên là lái, thằng lái không được. Đè nhụi xuống ngay chỗ miếu Nam Ông đó à. Hồi đó là mương lộ mà. Nó cũng sâu. Nó nhụi xuống đó lúc nửa cái xe. Ở sau khách tuôn lên còn sống hết trơn. Còn ngặt năm cái ông sải này, ông ngồi trước. Ngồi trước mà đóng cửa bít bù hết trơn à. Ông tung ra không được. Tới chừng mà người ta súng lại là người ta moi ra được, mấy ông chết trơn. Năm ông đó, kêu miễu năm ông thôi, làm cái miễu thờ cũng luôn đó. Mấy ông xe hơi thờ. Hồi đó ông thiệt, chạy đường đó là ông thiệt. Với ông gì nữa đây à.
Ông Thiệt ông chạy chiếc bồ đô cách sân tro, ông Thiệt ở Cần Đăng mình đó, ông Tư Thiệt. Còn ông gì nữa đây nè, là cũng chạy chiếc xe hơi, mấy ông đó là làm cái miễu đó thờ. Rồi đó mà có xe hơi là về hứa dữ rồi đó.